Giải trí miền Tây chào các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Hôm nay chia sẻ với cô chú, các anh chị và các bạn cái cách để nho thân gỗ của chúng ta được sai trái. Thì cái cây nho thân gỗ, các bạn thấy cái nếu mà nó đủ cái lực đó các bạn, thì cái quả nó rất là to như thế này. Các bạn thấy cái ngón tay này ha, cái quả của nó là to như cái to hơn cái ngón tay của mình luôn. Thấy các bạn ha. Và cái cây nó đủ cái lực của nó đó các bạn, là nó cái trái rất là sung mãn. À, các bạn thấy ha, cái cây nó rất là sung mãn như thế này. Thì để cho cái nho thân gỗ của mình đủ cái lực đó các bạn, tức là nó khỏe đó, cái cây nó khỏe rồi là nó mới sai trái được nha các bạn. Thì có rất là nhiều người trồng cây nho thân gỗ, không biết tại sao mà nó không ra quả, hay là ra rất là ít, hoặc là ra là nó không đậu ha. Thì ở cái trường hợp đó thì chúng ta xem lại cái dinh dưỡng của cái cây của mình. Bạn thấy nếu cái cây nó khỏe đó, là cái trái nó rất là to như thế này, căng tròn bóng mịn như thế này. Đó, cái cây nó khỏe là cái trái nó căng tròn, nó bóng và nó to. Bạn ơi, các bạn thấy nè, ngón tay của mình nè ha, cái trái nè. Đó, nếu mà cái ngón tay cái nè các bạn, là cái trái nó bự hơn cái ngón tay cái, to hơn ngón tay cái của mình luôn. Đó là do cái cây của mình nó đủ lực nha các bạn. Và từ trên xuống dưới luôn các bạn nha, nó có trái dài lên tới trên ngọn luôn ha các bạn, chứ không phải là nó chỉ ở dưới gốc, ở dưới gốc không nha. Thì muốn cho cái cây của mình nó có lực á, thì trước nhất á, là các bạn phải bón cái phân gốc của các bạn nè. Nếu các bạn mua về á, thì cái phân ở trong cái cây của chúng ta đó, thì các bạn nên sổ ra và mình vô phân lại nha các bạn. Thì cái phân của mình á, nó phải đảm bảo, thứ nhất là, thì nói chuyện với các bạn, thì chia sẻ với các bạn, thì mình hái cái nho luôn nha. Thì thứ nhất là các bạn phải đảm bảo cái lượng phân chuồng. Là các bạn cái trái nè, to ghê không ha, rất là to. Thứ nhất là mình đảm bảo cái lượng phân chuồng, là cái phân ở đây là phân bò, hoặc là ủ oai, hoặc là phân dê, hoặc là phân dơi ha, những cái loại phân chuồng đó thì chúng ta phải có đảm bảo trong cái thành phần phân của chúng ta. Rồi cái này là có chấu nè các bạn, chấu mà ngâm, rồi là cho chấu một ít, rồi đất một ít, rồi sơ dừa một ít. Tức là bốn thứ đó các bạn cứ cho nó đều với nhau, tức là tỷ lệ bằng nhau á ha, để cho cái nho của chúng ta nó được phát triển á, là cái đất nó phải tơi xốp và đầy đủ chất ha. Mình chia sẻ với mọi người như vậy. Còn nếu mà cái phân của chúng ta nó không có đủ chất á, mà chúng ta muốn cho cái nho của chúng ta nó to, nó lớn, nó gì đó, thì cái đó thì hoàn toàn nó rất là khó nha ha. Thì đầu tiên là cái đất của chúng ta nó phải đủ chất. Rồi thỉnh thoảng á là các bạn phải bón cho cái cây nó ở, nó là humic đó các bạn, cái phân humic đó, phân hữu cơ á, phân humic đó.
chúng ta phải bón phân nhít vô cho nó để cho nó đảm bảo nha các bạn nha. Đó, trái nè, đảm bảo cái thành phần dinh dưỡng cho cây nha các bạn. Thì khi mà chúng ta bón đủ cái chất, đủ phân rồi á, các bạn biết á là các bạn trồng á, cái cây nó càng lớn tuổi á là nó càng sung mãn và cái trái nó càng phát triển. Này các bạn thấy nè, đó ở dưới gốc cái trái xanh nè ha, rồi cái hoa đó, rồi cái trái chín đen, đó là nho thân gỗ thứ quý của mình đó nha các bạn, là nó đủ cái chất, đủ phân thì nó sẽ đủ cái dinh dưỡng như vậy các bạn ha. Trái rất là to như thế này. Đó, các bạn thấy nè, cái trái nó rất là to ha, đủ chất nha các bạn. Cho nên là mình chia sẻ rất là thực tế cho các bạn để các bạn nắm ha. Tức là nếu mà mình cảm thấy cái cây của mình nó yếu yếu, nó không có được khỏe đó, là do cái thành phần chất dinh dưỡng trong đất của chúng ta. Thì các bạn phải xem lại cái vấn đề cái chất dinh dưỡng đó để giúp cho cái cây nho của chúng ta nó khỏe. Và cây nho nó khỏe đó thì cái trái nó mới khỏe được nha các bạn. Chứ nếu mà cây nho chúng ta không khỏe mà chúng ta kêu nó là phải ra trái hay là tốt thì cái đó nó sẽ không có đủ sức các bạn ơi. Nha các bạn. Đó, các bạn thấy cây nho mà khi các bạn hái rồi đó, nó còn rất là nhiều trái nè. Đó. Thì cái này nếu mình hái cái đợt đầu nó về rồi á, cái đợt sau nó sẽ nhiều hơn nữa. Thì để đợt sau rồi mình cũng quay tiếp cho các bạn xem ha. Cái đợt sau nó nhiều hơn nữa. Tại vì các bạn thấy cái đợt đầu mình chỉ thấy vài cái nụ hoa thôi, mà nó đã là mình hái nó nhiều như thế này rồi các bạn. Mình hái có cái trái xanh luôn. Rồi còn cái đợt sau á, cái đợt sau này các bạn thấy nè, rất là nhiều trái ha, cho nên là nó sẽ nhiều hơn nữa ha. Đó, rất là nhiều. Rồi nếu mà bạn nào thấy cái cây của mình nó chưa có đủ sức khỏe đó, thì bạn nên bón vô humic, cái dạng mà phân bón tốt cây đó, hay là cây nó ra quả ra hoa đó ha, cái loại humic đó đó. Các bạn ra những cái cửa hàng bán phân bón đó, thì cái cửa hàng nào nó cũng có cái đó, là bằng hữu cơ nha các bạn, nhớ là hữu cơ nha, chứ không phải là cái phân hóa học. Rồi mình chia sẻ tới đây thì các bạn đừng quên để lại một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ và bấm vào cái chuông để theo dõi tiếp. Mình sẽ chia sẻ tiếp cái cây nho thân gỗ này nó ra đợt sau nha các bạn. Rồi bây giờ mình còn một số trái nữa mình hái luôn để nó ra đợt sau, rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Và giờ đây xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú, các anh chị và các bạn trong cái video lần sau mình sẽ quay tiếp. Bye bye.